đàn nha. Chào mọi người ở dưới diễn đàn luôn. Ê, tao nói cho tụi bay nghe cái điều này. Tao mới coi được một cái video clip mà tao đi, tao thấy nó loáng thoáng ở đâu đây có cái hình như là hình ảnh của một cái đám dân chủ cụi nó tương tự y như trang như vậy nữa. Thì tao cũng bất ngờ. Đây, cho mày coi mà tao nói cho mày nghe. Ủa, tao biết cái này rồi. Cái này tao tình cờ tao coi thôi, nhưng mà tao thấy loáng thoáng hình như có cái hình bóng của thằng Kiên Giang nằm trong này phải. Tụi mày thấy trên màn hình không? Nhìn xa quá chú ơi. Thấy rồi, chưa thấy rõ không? Chưa rõ hả? Đây. Ở đây thì có một cái có clip này coi rồi chứ. Rồi. Dạ bán cái số rồi. Rồi bắt đầu vào công an phường, sau tự nhiên đứng dậy chạy đi tỉnh bơ à. Dạ quen. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là hình như ở đây ta muốn chứng minh cho tụi thiếu biết là những đây là những cái thanh niên mà siêng ăn mà nhát làm. Đúng rồi. Đấy, đấy là hình bóng của Kiên Giang nằm loáng thoáng ở đâu đây. Thì ta nói cho tụi bay, nghe một điều này. Những cái đứa nào mà hay chống phá đất nước mình, có nghĩa là hình như là tụi nó là toàn là rất nghèo, rất giái. Nghèo rất giá là gì chỗ nào biết không? Là họ không có đi làm. Họ không có đi làm mà họ toàn là kiếm chuyện và toàn là hy vọng là tiền ở đâu trên trời rớt xuống rồi làm đủ mọi cái hàng đi chữ thuê rồi đi xin ăn tự nhiên xin ăn mà tiền đâu có ổn sức lao động đâu, có lết vậy cái đuổi ta thấy vậy người ta cho sướng chết mẹ luôn, bởi vậy sướng khoái làm lắm. Thành ra ta thấy loáng thoáng những cái đám mà giống y chang kia là chống phá đất nước mình bằng kiểu dân chú cụi nè. Mà thấy rõ ràng có thằng nào mà ra hùng ra giái gì đâu. Đúng không? Đây, bởi vậy tao mới nói khổ vậy đó. Đây, tao thấy tao cũng tức cười quá. Tao mới nói thôi bên nay tao lên tao nói chuyện cái này. Điểm nhất là thì còn gọi nói chuyện về mối quan hệ Việt Nam với Trung Quốc thì cái chuyện nó quá lớn. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng xưa như trái đất rồi. Là bởi vì sao? Cái đất nước Việt Nam, chiều dài Việt Nam mình là đất liền đất, sông liền sông ở với Trung Quốc cả hàng ngàn năm nay rồi. Và ông cha ta thường có cái sách lược rõ ràng là cái chuyện đó không bàn cãi. Bởi vì nếu mà nó đã nuốt mình, nó nuốt từ bao nhiêu thế kỷ rồi. Không phải mới đây, cái chuyện này nó cũ hơn quá đất nữa. Thành ra cái chuyện mình không có lo. Và ta mới cảm thấy là những người lãnh đạo của mình là đủ sức, dư sức và thừa sức để mà đối phó với cái chuyện này. Cái chuyện này mình bàn vào mình cái kiểu giống như là cầm đèn mà chạy trước ô tô vậy. Mình thấy tức cười lắm, có nghĩa là cái chuyện này mình không cần phải lo, bởi vì những người lãnh đạo mình rất là sáng suốt, mình nói thẳng là như vậy. Và nếu không sáng suốt thì làm sao mà còn trụ được tới bây giờ. Tao nói vậy đúng không? Dạ, chính xác. Chính xác, đúng rồi. Thật ra, đúng rõ ràng. Chuyện là bây giờ mình chỉ tiêu diệt là cái đám ở trong. Mình tiêu diệt cái đám, mà cái đám giống như là kiểu này là giả đò ăn xin, là làm xiên ăn miếng làm, mà lên mạng ba qua chiếc chè. Rồi đến chi để kiếm được đồng bạc lẻ nào của bên này bên kia nó rót về. Ý mày được 100 đô, 50 đô là khét khỏe rồi. Đùa mà ra ráng sức gân cổ lên chửi bất kể, chửi rượu mà không cần biết lý do. Đó khổ vậy. Nó khổ. Chứ nó đâu có hiểu được cái tâm sự là những người ở nước ngoài, những cái sự thống khổ của những người như tao ở nước ngoài là ra đường cũng sợ. Quên nó, tao kể chuyện ngày hôm qua tao đi đường, tao bị ban xe, tự nhiên cái xe tao bị chích chết cái bình. Đứng giữa trưa rồi má đứng ở ngoài đường vậy, tự nhiên xe đang chạy ngon lành làm cái bụp rồi rớt xuống luôn, coi là đề lại không có được luôn, là té ra nó bị hư cái bình. Mà cái lý do hư cái bình đó là không phải là cái bình, mà là do cái starter, tức là cái mà cuộn dây mà để mà khi máy nổ là tự động nó sạc vô cái bình á. Nó bị hư cái đó, thành ra nó hư luôn cái bình. Khổ vậy, đứng trời trồng vậy, kêu ông bạn tới ông lôi xe về ông sửa suốt cả buổi chiều khoảng 5-6 tiếng đồng hồ vậy, mệt lả người, về tới nhà là coi như là ngủ luôn tới sáng. Cái đó cũng là thì tao nói cho mày nghe cái điều này, hầu hết những cái đứa như này mà nó còm, hoặc là những cái thứ mà coi như là nói này nói kia là toàn thứ biến ăn biến làm không. Và tao mới coi được một cái video clip mà của một cái ông Trịnh Quốc Thiên là mới vừa đưa xong, mà tao cũng không có ngờ được cái chuyện nó xảy ra như vậy. Có nghĩa là ông mới lên án về cái vụ mà nó đi nó lại hoài, nó hoài nó riết thôi mà cũng không có đây nghe thôi, khỏi mất công bệnh quá. Chương trình từ thủ đô quê nghe rõ không mày? Luật sư nghe chút. Luật sư Trịnh Quốc Thiên. Hôm nay chúng ta
cái đề tài rất đặc biệt, xin chào quý vị. Đó là văn hóa lạ hay là văn hóa thuộc loại khốn nạn, thưa quý vị. Thì trên diễn đàn Facebook có một người tên là Nguyễn Duy Trân đã viết như sau: nhà mình có quốc tang, xin biển bầu hoa và tiền phúng điếu, chỉ nhận lời chúc mừng. Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót, xin các đồng chí niệm tình tha thứ. Thôi nói vậy tôi hiểu rằng bây giờ thì nó hay ta lên có tiếng, ta bị kẹt ở một cái đằng ranh, là có nghĩa là ở gia đình tao là gia đình Thiên Chúa, rồi cha mẹ vợ cũng gia đình Thiên Chúa, thành ra mỗi lần ta phản quốc mà tao nói thì ta bị giống như kiểu nhờ giống như trên đe dưới búa, thì nó cũng không có, nó không có tiện lắm. Nhưng mà sẵn đây là mượn cái lời của ông Đỗ Quốc Tiên thì mình mới nói. Ở trong đất nước mình bây giờ đó, nó thẳng là 100 thứ chuyện xảy ra cũng đều do đạo Thiên Chúa hoặc cả. Và thậm chí cái cha Nguyễn Duy Tân này là rất ư là mất dạy. Và thẳng nói thẳng ra là cái ông này không cần phải, tao nói thật mày, nếu mà tao làm mà tao cũng đã từng nói rồi đúng là cái anh cha này coi như biến khỏi qua đất luôn chứ đừng nói chuyện gì. Có nghĩa là trong cái lúc lễ quốc tang của tổng bí thư gì đây, ông Lê Khả Phiêu, thì ông này đăng lên một cái status rất ư là mất dạy. Nói chứ hầu như ông này chống đấu ra mặt và có dùng những cái từ rất ư là châm chọc xỉa sói này kia đó. Thành ra tao rất ư là bức xúc, mà thẳng mày hên mỗi lần nói lên thì mà gia đình lục đục, rồi nói chung là đủ thứ trò để ra bệnh. Nhiều khi tao cũng làm biết tao nói, và có nhiều người nói tao là ô cái ông cha già này đủ biết cái con mẹ gì mà lên nói này kia phiền lắm, bởi tao nói tao rất ư là bực mình đó. Cái ông này ông nói về thì tụi mày đọc tao nói vậy tao biết là bây giờ mày lên rủ thì mày nói là tự nhiên là có cái clip của ông nói liền, một cái văn hóa lạ, mà cái văn hóa rất ư là mất dạy. Thôi tao chỉ nói vậy thôi, biết là cái vấn đề mà tao nói cho mày nghe, tất cả những cái sự chống bán này kia, những người mà gọi là đấu tranh cho Chúa hoặc là đại khái này, thì là cho Chúa nó thẳng là vậy. Còn nhiều cái vấn đề nữa, bữa nay thì ở bên Mỹ nó rất là nhiều một cái những tin tức mới, mà những tin tức mà nó cảm thấy bất lợi cho ông tổng thống Donald Trump, rồi phe phái đấu đá nhau. Thì hôm nay nó có một cái tin nữa cũng có luật sư Đỗ Quốc Tiên đưa ra, là coi như thành phố New York đã cạn tiền và không còn tiền để mà coi như kia nó, ông dùng cái chữ toan rồi đó, coi như New York là toan rồi, coi như ngân sách nhà nước cũng không còn cái gì để mà ấy nữa. Ta thấy tao rầu quá, bên Mỹ xài chữ toan hả chú? Rồi bởi vậy ổng dùng những cái chữ toan là ta thấy ta hết hồn, mà bởi nó khổ vậy. Nhưng mà ở đâu đó ở trong những cái còm của tụi này là cũng vậy, là cũng đưa ra những cái vấn đề rồi thiên đường này cái luôn á, tao bệnh bởi thật sự là tụi nó không hiểu gì hết, khổ vậy đó mày ơi. Em ở Cẩm Giang Hải Dương. Cái Cẩm Giang thì cái khu đang là khu công nghiệp Phúc Điền, rồi là khu đô thị V Ship, rồi khu công nghiệp V Ship. Tại tao nói cho mày nghe chút xíu đi. Thì đấy, để em nói cái chuyện đất trước, thì cái đất đấy thì nó sẽ dẫn đến cái dân oan. Không thì... có dân oan, dân quyết. Đây nè, tao cho mày coi nè, dân oan vậy. Vâng, đấy ra Cẩm Giang chắc cái anh biết thì tao khoái. Thì đấy người ta còn cầu em mua gọi là 60-70 triệu. Mày nín đi, tao giải thích cho mày nghe. Rồi, để cho anh Cầm bây giờ chứ. Cầm nói gì ạ? Đấy. Dân oan này, dân oan. Ở đây là không dân, có ở đây là ai là oan này. Đó. Oan. Đó. Cự chống cự hả? Chống cự à. Oan này. Phụ nữ này. Không có phụ, không có, đây là không. Ở đây là không. Đó, không có dân oan, dân quét gì hết. Mệt. Không có phụ nữ nam giới gì hết. Công bằng như nhau. Công bằng như nhau. Mỹ nó một hay là hai? Ở đây tao nói rồi, tao giải thích rồi, có ngày nãy tao muốn hại cho anh không thì tao nói mày nãy rồi. Tao ở đây hôm trước, hoặc là anh cái người Việt Nam mình nó hay có một cái tính cách gì là hay hùa và không biết chuyện đó đúng hay là sai. Hôm trước đã lên live bằng Nguyễn, tao nói khi anh kêu hoang về vấn đề đất đai nhà cửa, cái tiên quyết đầu tiên của anh là anh phải đưa cái sổ đỏ ra của anh ra trước, rồi bắt đầu từ đó cái thủ tục pháp lý nó mới đi tới. Và nó đi từ xa giai đoạn, anh phải làm đơn, bước luật sư, khiếu kiện, cái gì đó. Còn ở này á, giấy tờ thì không có, đất thì đi chiếm của người ta, mà dân quan cái gì? Nói đơn giản vậy thôi. Mày muốn đi khiếu kiện, muốn kêu dân an là mày phải có cái gì đó, mày cảm thấy, cái này của tôi. Các anh xâm chiếm anh lấy, thì cái chuyện này còn có lý. Còn anh không có con mẹ gì hết. Để cháu,
cháu nói một lát cháu để cho con cháu là ngủ, cháu không nói được. Rồi Phú Hải nói đi. Mà chú để cháu nói nốt câu chuyện để một nói một lát thôi rồi cháu rồi, cho rồi, các cháu rồi. Nó ngủ giờ cháu nói to là các cháu nó ngủ được nó đi hết. Rồi ok thì đấy đấy để cháu nói chưa nốt mấy anh bằng mấy các chú với cả quý vị khán giả là mới năm ngoái ấy, thì người ta còn tàu cháu mua gọi là mua đi không thì người ta cũng bỏ cỏ đất ở chỗ em thì anh bằng biết rồi đấy cái làng nghề bọn em xã bọn em là làng nghề độc trạng nên là người ta bỏ cỏ không thì những nhà có những nhà người ta cầu gọi là bán chỉ cần bằng cái giá đền bù của nhà nước là 75 triệu một sào thì thậm chí 60 triệu một sào đang bán đây là em nói hết thì năm cuối đầu năm nay thì nó chạy cái dự án gọi là V-Ship rồi là cái dự án khu đô thị thì nó không vì cái mặt bằng chung như thế này để em nói này thì nó mới sinh ra dân oan này cái khu đấy thì người ta mua thì mua không phải mua cái giá của nhà nước nữa rồi người ta mua cái giá rất là cao đại là phải gấp 3, gấp 4 lần cái giá nhà nước đền bù rồi thì nếu mà không vướng những người dân tham ấy thì có thể là nó sẽ đặt ở cái khu cánh đồng này thì có những người dân tham những cái nhà mặt đường thì lại cố tình không bán mà người ta làm khu đô thị thì những nhà mặt đường tức là ruộng mặt đường thôi chứ không phải là cái nhà đấy mặt đường tức là đang nói về ruộng anh Đằng nhé thì được. Nếu mà vì cái chung ấy thì tất cả người ta bán thì cái chủ đầu tư người ta mới đầu tư còn bây giờ anh án ngữ hết cả cái dãy trục đường không ai ta mua nữa phải không thế thì người ta lại đặt sang một cái khu khác lại mua còn rẻ hơn có khi lại chỉ bằng một nửa cái giá người ta mua ở khu này thôi đây này em nói thế thì một số nhà cố tình gọi là giữ lại đất không bán không phải vì là chưa vừa lòng mà nói là người ta quá tham đi chạy xong thì năm rưỡi một sào thì lúc ấy phải 7,5 một sào mà do nhà nước thu hồi lại đất thì cái giá nhà nước như thế mới cộng thêm những cái này cái kia nó không thể đến thế được anh bằng nghe chưa thì như thế này nhá để đất như thế rồi mới sao nó mới để nó là dân tham người ta không lên xã yêu cầu là phải giải quyết cho tôi không nên đâm đơn lên huyện yêu cầu giải quyết tôi mà người ta tức là được một số bộ phận người ta cứ bơm tiền nhà mày bán cái này 150 tao cho mày 150 mày cứ giữ lên mày cứ suốt ngày mày đi kêu đi gào thôi đó. Anh bằng với chú cầm hiểu tức là giá trị cái mảnh ruộng này của mày mày cứ giữ lại mày vừa được ruộng mày được 150 mày không phải lấy tiền của công ty 150 này cứ đi kêu làm suốt không phải đâm đơn chỗ nào hết đâm đơn nhí nhang thôi nhưng mà cứ lên bắt xe lên tận trung ương mà gặp đấy chú bảo như thế mấy anh các anh mấy quý vị bảo như thế thì có được không mấy cái việc ai nữa là thế này khi mà người ta bán dự án với thì những cái mương cái máng là của nông dân người ta không sử dụng nữa các ông cứ ra đổ cát trong gót đầu các ông làm lèo làm nán lên đến khi mà người ta ra phá thì lại bảo ôi dồi ôi bộ phá bỏ dân là khổ cái lúc mình có cái nó quá quá nhiều cái hả chú cầm nói bên Mỹ đối chiếu ra với cái luật đất đai cái giá của Mỹ ở cái khu vực này bao nhiêu phải không chú cầm cho ba người vào hỏi mua lấy cái trung bình ở bên Mỹ như chú cầm có đúng như thế không nếu mà nó muốn thu hồi nhà chú là nó thu hồi được tức là nó lấy cái giá chung của cái khu đất ví dụ như cái tỉnh Hải Dương là đất là bao mét huyện Cẩm Giàng là bao nhiêu tiền một mét đúng không ạ rồi nhà nước đền bù như nó đền cho cao rồi mà nếu mà không được nữa thì không được và người ta sẽ lấy cái giá bình của ba người giả lại nếu mà như ở bên Mỹ của chúng ta nghĩ là như thế thì nó rất dễ giải quyết nhưng Việt Nam không giải quyết được cái việc đấy cho nên là rất là cũng có người oan thật nhưng đa số là tham đúng. Em nghĩ thế này anh Bằng này một số cái tụ tập trên Hà Nội ấy, ví dụ như nhà Cấn Kiêu này này cái đất đấy của người ta đất nông nghiệp hoặc là những cái đất mà nó chạy vào các dự án của siêu đô thị ấy. Bây giờ đất nông nghiệp giấy tờ chừng 1 tỷ nó giá bình thường của nó chỉ đôi 300 triệu nhưng 1 tỷ là quá ngon nhưng bây giờ ông muốn giữ lại thì ông bằng đất của người ta hàng mấy trăm triệu một mét vuông thì đó là tham quá tham thì bây giờ người ta cái đất của ông chỉ trị giá như này mà ông có thể ông ra khu là ông có thể ông làm được biệt thự ông thành đại gia đúng không ạ nhưng cố bán ông được ở cái đấy thì đất đang
mình vàng, đó là tham hết. Còn nếu mà như nhà nước mình mà giải quyết đúng như các nước ngoài ấy, định giá cái khu đất này là bao nhiêu, của cái huyện này, của cái tỉnh này, của cái thành phố này bao nhiêu, chưa vừa ý bán đấu giá cho những người nào vào mua lấy cái giá trung bình, ok chưa? Có công ty bù đắp thêm cho chút nữa xong. Nhưng ở mình những cái này nó hơi bị lôi thôi về cái khoản thủ tục và giải quyết. Nhưng cũng quan trọng, em biết có những người một xào ruộng người ta chỉ tao đưa cho mày 8 triệu đất ruộng vẫn của mày, đất ruộng đấy vẫn của mày anh Bằng mấy cô chú ạ. Nhưng mày cầm 80 triệu mày cứ đi tiêu, nhưng tiêu cách nào thì mày hiểu rồi đấy. Đấy anh hiểu, thì đấy thì em chỉ đóng góp một chút. Thế nó là tại sao mà mình đất đai nó lại có sinh ra dân oan và dân tham. Đúng rồi. Nói chung là nói cái chuyện đất đấy ngay là một bài học tao em có nhiều vấn đề. Ngay như cái chuyện bây giờ đang viện Thiên An Môn cũng thế, à đang viện ở Huế cũng thế. Nếu mà đất đai mà nó cứ thẳng căng ra, nhà nước mình mà cứ làm thẳng căng ra thì nhìn làm sao nữa, nó cứ có những cái nó vẫn chưa được được rõ sao ấy. Xin cảm ơn anh Cầm, cảm ơn Phú Hải. Ví dụ như Phú Hải có cái vấn đề gì đất đai hoặc là có vấn đề gì thì sau mình lên chia sẻ để cho mọi người biết. Đấy, tình hình đất đai của Việt Nam thì nói chung là rất là phức tạp, không phải đơn giản. Có rất nhiều những người gọi là dân tham nhưng cũng chẳng phải dân oan gì cả, để cho các bọn bạn quen và cảm thấy nó biết, không phải chúng nó suốt ngày xuyên tạc cái nọ kia. Vâng, chị em xin cảm ơn anh Tầm nhé, cảm ơn Kim Nguyễn, bạn trẻ Kim Nguyễn và cảm ơn Vũ Hải. Vâng, em xin chào tất cả.